đường tình yêu đi trên con đường tình yêu, đường tình yêu đi theo con đường của Chúa, đường phục vụ trên vầng lửa hồng, tình thật tự sáng mọi hoạt động, gương Giêsu thúc giục mọi người nhịp sống tin mừng, vì tình Ngài luôn luôn thúc bên. Đường tình yêu đi trên con đường tình yêu, đường tình yêu đi theo con đường của Chúa, đường phục vụ trên vầng lửa hồng, tình thật tự sáng mọi hoạt động, gương Giêsu thúc giục mọi người nhịp sống tin mừng, vì tình Ngài luôn luôn thúc bên, nhờ tình Ngài hy sinh. Đứng bên cạnh Song Khánh chính là cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, giám đốc của Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn. Và trong chương trình Nhịp cầu Caritas lần năm hôm nay thì chúng con rất mong sẽ được chia sẻ, nhận được một vài lời chia sẻ của cha. Sự mất mát đi của giáo phận chúng ta, đó là sự ra đi của vị chủ chăn. Thì chúng ta bình thường thì có vẻ như là phải là ủ rũ luôn luôn ấy thế, nhưng mà trong đây á thì chúng tôi lại có được những sự sức mạnh khi mà chúng tôi nhìn vào, nhớ lại những hình ảnh của vị cha chung của chúng ta, Đức Tổng Phaolô, khi còn sinh tiền Ngài đã rất quan tâm đến những người nghèo, và trong công việc làm của Ngài, thỉnh thoảng Ngài ghé qua văn phòng Caritas, Ngài thường đến hỏi thăm và động viên chúng tôi trong việc giúp đỡ những người khó khăn. Và cụ thể trong thời gian vừa qua, vào ngày 19 tháng 11, Ngài đã thúc giục chúng tôi và mời gọi chúng tôi để cùng với Ngài tổ chức cái ngày cho người nghèo, với 600 người nghèo đến để dùng cơm với Ngài, và Ngài tặng họ những cái món quà. Và đây phải nói là một cái hình thức rất đẹp và nói đến tâm hồn của Ngài đối với người nghèo. Thành thử ra trong mùa chay, áp dụng lời của Chúa và lắng nghe lại những lời của vị chủ chăn và gương của vị chủ chăn, thì chúng tôi trong cái chương trình Nhịp cầu Caritas thứ năm này là cốt ý để mời gọi mọi người cùng tham gia với chúng tôi, với chúng ta ở đây, trong công việc giúp đỡ người nghèo, người đau khổ bằng những sự hy sinh của mình. Và vì vậy cho nên cho dù Ngài có qua đời, nhưng mà cái lời Ngài nói, những hình ảnh và những điều Ngài làm vẫn in vào trong tâm trí chúng tôi. Và công việc ngày hôm nay chúng ta làm ở đây thì làm tất cả chúng ta làm một cách rất đẹp, là con cái quy tụ lại trước khi
làm cái công việc chia sẻ cho nhau những cái của cải để chúng ta có thể giúp cho người nghèo. Đó là cái những ước mong cũng như là cái ý nghĩa, và đồng thời cái hình ảnh của những người anh chị em rất là đông vẫn đến với cái buổi hôm nay, không chỉ là để vui mà là thật sự là muốn cầu nguyện và muốn dâng lên Ngài những gì mà anh chị em chúng ta đang sống trong mùa chay. Con xin được cảm ơn cha rất nhiều. Một tấm lòng chung, một tấm lòng sẽ chia bằng ai yêu thương. Năm nay là năm của gia đình. Vậy thì với vai trò của một người chồng và người cha, mà Khánh biết là anh đi lưu diễn hơi bị nhiều, đúng không ạ? Và Caritas rất khó khăn thì mới có được cái lịch cụ thể của anh Tùng để mà đồng hành cùng với Caritas. Vậy thì với cái năm gia đình, anh muốn gửi gì đến cho tất cả các gia đình trẻ? Thì năm nay là năm gia đình, và cái thông điệp trao ban nó rất ý nghĩa. Bởi vì nếu chúng ta nói chúng ta yêu Chúa, chúng ta tôn thờ Chúa, mà chúng ta không thực hành lời Chúa bằng chính những cái việc làm sống động đó, đúng không? Chúa cho chúng ta nhiều mà chúng ta chỉ có khư khư giữ lại, thì rõ ràng là chúng ta ích kỷ, hẹp hòi ha. Và như vậy thì Chúa có cho tiếp không? Một người con mà khi mà người cha cho cái người con đó một món quà, và cái người con đó biết trao ban, biết chia sẻ cho bạn bè cùng chơi, thậm chí tặng luôn, cha mẹ rất tự hào chứ. Và nếu Tùng có một đứa con như vậy, Tùng rất tự hào, và Tùng sẽ cho thêm cho nó. Và như vậy thì rõ ràng là với cái suy nghĩ đó, Tùng cũng mời gọi mọi người chúng ta thực hành lời Chúa bằng cách là sống trao ban. Thực ra Chúa cho chúng ta nhiều lắm, không phải là vật chất nha, cái tình yêu thương đó, chứ không phải là vật chất không, mà đơn giản nhất là chúng ta phải thực hành là trao ban vật chất. Chúng ta phải ủng hộ một cái phần nào đó trong cái thu nhập của mình để mà chúng ta thể hiện rằng người Kitô hữu chúng ta biết sống trao ban, biết chia sẻ cái tình yêu thương. Có những khó khăn mà mình cảm thấy là mình không làm được, nhưng Chúa làm sao đó để cho mình cảm thấy là mọi thứ nó rất nhẹ nhàng, và mình rất là hạnh phúc với những cái gì xảy ra để cho mình biến đổi con người mình tốt hơn. Mọi hoạt động
hoạt động, đường Giê-xu thúc giục mọi người nhịp sống tin mừng. Vì tình Ngài luôn luôn thúc đẩy, nhờ tình Ngài hy sinh dâng thân. Caritas yêu mến đón nhận, Caritas yêu mến trao ban, mở ra cho đời mùa xuân chia tràn. Caritas yêu mến đón nhận, Caritas yêu mến trao ban, mở ra cho đời mùa xuân chia tràn. Bắt đầu từ mùa thứ năm đó cho đến khi nào mà Caritas vẫn làm thì em vẫn được đứng đây để hát nữa, là bởi vì mình không phải hát vì cái gì hết, là mình làm cho mình, bởi vì mình thấy vui và hạnh phúc khi mà mình được tham gia một cái chương trình có nhiều cái ý nghĩa như vậy. Nhịp cầu nối lòng người, nối thật